đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng Coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví Multi Chain, hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi. Hãy tải ứng dụng Coin 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình. Để ủng hộ kênh Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt Từ các chương trình của Coi98 Chúng ta bây giờ chuyển qua để mà nói về crypto đi Thì uh, hôm nay là ngày kỷ niệm một năm Nước El Salvador chấp nhận Bitcoin làm uh, tiền tệ Hợp Pháp Và đương nhiên El Salvador là quốc gia đầu tiên trên thế giới Và một năm qua đó uh, Đương nhiên là giá cả của BTC đã có cái sự đi xuống giá rất là nhiều rồi Và nhiều người đó thì cũng lấy cái yếu tố này để mà chập quê El Salvador và nói là El Salvador đã thất bại vân vân nhưng mà thật ra đó các bạn cần phải hỏi là thất bại là gì và thành công là gì trong cái sự kiện này chúng ta cần phải hiểu đó là El Salvador là một quốc gia nhỏ không phải là một quốc gia giàu và cái sự kiện Chấp nhận Bitcoin làm cái tiền tệ hợp tác đó là một sự kiện rất là lớn đi vào lịch sử và vì cái quyết định này đó, El Salvador đã bị áp lực đến từ rất nhiều quốc gia, rất nhiều tổ chức như là chúng ta nói tới IMF, Quỹ Tiền Tệ Quốc tế hay là Ngân hàng Quốc tế, World Bank. Thì cho dù biết là bao nhiêu áp lực đó, cho dù là ngay cả trong quốc gia El Salvador cũng có một nhóm chống lại, một năm sau đó thì El Salvador vẫn đứng vững và vẫn tiếp tục con đường là chấp nhận Bitcoin làm phương tiện thanh toán hợp pháp cũng như là tiền tệ hợp pháp của El Salvador. Đây đối với thuận đã là một cái thành công rồi, là một bước tiến đầu tiên rất là quan trọng để cho nhiều quốc gia khác có thấy được. Chúng ta chỉ cần là El Salvador đó không chung bước thì sẽ có nhiều quốc gia sau này dùng đây để mà làm cái mô hình khi mà họ muốn chấp nhận Bitcoin trong quốc gia của họ. Đối với thuận bước đầu tiên như vậy cũng là rất tốt rồi. Và đương nhiên là Salvador đã chấp nhận BTC thì thanh toán thông qua mạng lưới Lightning Network tầng 2 của BTC chứ không phải là tầng 1 à, Cho nên sẽ nhanh hơn và rẻ hơn Và nói tới mạng lưới Lightning Network đó, thì cập nhật mới nhất các bạn thấy là dựa theo thống kê này đến từ Glassnode Lightning Network bây giờ đã có 4.692 BTC trong mạng lưới này dùng để mà thanh toán thông qua những cái kênh khác nhau Đây là một kỷ lục mới, đó chính là cái đường màu cam các bạn nhìn thấy trên màn hình, càng hai mạng lưới này À, càng vững chắc hơn và có thể thanh toán cái số lượng tiền cao hơn và nói tới BTC đó thì có một cái thông báo đến từ Crypto thì các bạn thấy được là thông báo này đó là chúng ta có một số lượng lớn BTC khoảng chừng là 15.000 BTC cái số lượng Bitcoin này đã, đã 8 năm rồi không di chuyển, đột ngột di chuyển, không phải là có một lúc mà chia ra là 10 ngày liên tục di chuyển và một số này đã gửi lên trên sàn Kraken. Thì có phải là tại vì cái số lượng này gửi lên sàn Kraken cho nên bán giá mới đi xuống hôm ngoài không thì chúng ta vẫn chưa rõ hiện tại. Nhưng mà con số này là không hề nhỏ nhưng mà chỉ có một phần là đi lên trên sàn Kraken mà thôi Nhưng mà cái chúng ta nên hiểu đó lúc nào cũng như vậy chúng ta có những cá voi bán cũng có những cá voi thu mua Chúng ta có thể nhìn thấy được một trong những địa chỉ ví mà trước đây chúng ta thường theo dõi đó chính là địa chỉ ví thứ ba trước đây Bắt đầu từ 1P5 và kết thúc là FHQ Thì các bạn đã nhớ là sau một thời gian đó thì cái ví này lại chuyển hết qua một cái ví khác Và cái ví đó bây giờ vẫn đứng hạng thứ ba hiện tại đó chính là cái ví bắt đầu từ 1LQ và kết thúc là SCD. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là sau khi mà cái số lượng cuối cùng đó là 29.235 BTC rời khỏi cái địa chỉ ví số 3 trước đó nó chuyển qua địa chỉ ví mới. Thì chúng ta thấy được là đây là cái phần đó. Thì sau đó, hồi tháng 7 đó cũng có một đợt chúng ta nhìn thấy được là hai ngày, ngày 26 và 28 đó có tổng cộng à, là 1.000 Bitcoin rời khỏi ví này. Nhưng mà sau đó chúng ta lại thấy là ngày 15 tháng 8 đó có 320 BTC nạp vào, kế đó cũng tiếp tục có cái số lượng tương tự. Và hầu như là liên tục tháng 8 mãi cho đến là ngày hôm qua chúng ta vẫn thấy là có 478 BTC nạp vào trong cái ví này. Đây là một dấu hiệu uh, tiếp tục tích lũy của cái địa chỉ ví số 3 này cho nên có cá vôi có thể là đẩy cái số lượng bây giờ của mình rời khỏi ví nhưng mà cũng có một số những cá vôi thì là có dấu hiệu tích lũy và dựa vào tài liệu on chain đó thì chúng ta thấy được là hôm qua tôi đã chia sẻ với các bạn là cái số lượng BTC có lời đó tính theo classical no, thì cái đường màu cam này đó đã đi vào cái vùng màu xanh lá cây tuy là hôm nay đã rời khỏi nhưng mà hôm qua đã thực sự đi vào dùng màu xanh lá cây này tôi đã chia sẻ với các bạn chúng ta có thể nhìn thấy một số những cái tài liệu khác như là All holder thì cũng tương tự cái đường màu cam này cũng đã đi vào cái vùng màu xanh lá cây đây cũng là một trong những cái chỉ số chúng ta theo dõi À, khi mà giá cả tăng, chúng ta cũng nhìn thấy được là Pure uh, Multiple cũng tương tự cũng đã đi vào cái vùng màu xanh lá cây uh, Và đã bắt đầu đi vào vùng này đã từ tháng 6 rồi Thì chúng ta thật sự là có một số những cái chỉ số on-chain đều cho thấy được cùng một cái uh, dấu hiệu Đó chính là chúng ta đã bắt đầu thấy những cái dấu hiệu đấy dựa theo on-chain rồi nhưng mà như thường chia sẻ hôm qua đó có phải là nếu như đã đủ để các bạn, oi thì không thì đương nhiên không thể rồi tất cả những cái tài liệu On-chain hay là vấn kỹ thuật đó tất cả chỉ là tài liệu các bạn tham khảo mà thôi chỉ là một trong nhiều những cái dữ liệu các bạn cần phải xem và tham khảo không có một dữ liệu nào mà hoàn toàn đúng 100% các bạn cần phải kết hợp nhiều dữ liệu cùng với thông tin và nhận định cá nhân trước khi mà ra bất cứ quy định nào bản thân thuận thì thường cũng không có cần phải theo dõi những dữ liệu này stack đâu các bạn thường thì những dữ liệu này chỉ cho Thuận thêm một cách nhìn mà thôi chứ các bạn thường nên thì khi nào tích lũy khi nào chốt lời thì chỉ dựa theo cái nhu cầu cá nhân và dựa theo kết cấu của danh mục đầu tư của bạn mà thôi và mấy tháng qua thì các bạn đã biết là thường vẫn liên tục tích lũy và cho đến thời điểm bây giờ vẫn chỉ tích lũy bitcoin mà thôi thường sẽ tích lũy những đồng khác nhưng mà chưa phải thời điểm này khi mà có thay đổi gì thường sẽ chia sẻ với các bạn hàng tuần thường đều chia sẻ thông tin này ở trên những mạng xã hội chúng ta bây giờ chuyển qua nói về uh, Ethereum đi thì chúng ta đã biết là cái hiện tượng The Merge đã sắp có rồi và ngày hôm qua đó chúng ta cũng đã có cái sự thành công cập nhật uh, Bellatrix thì Bellatrix là cái cập nhật cuối cùng trước khi có hiện tượng The Merge sẽ xảy ra uh, vào ước tính bây giờ là ngày 14 hay ngày 15 tây tháng 9 này dựa theo cái số lóc uh, và hôm nay chúng ta đã thấy được là đài CNBC đó đài nổi tiếng À, về tài chính cũng đã có một cái phần nói riêng về Ethereum Không phải nói về Bitcoin mà nói riêng về hiện tượng Ether Merge này Và họ nói là Ethereum sử dụng ít năng lượng hơn Sau khi mà hiện tượng Merge thành công giảm phát Chúng sẽ là một hiện tượng chúng ta thấy Khi mà có ít Ethereum ra đời hơn mỗi một lóc Và chúng ta đã thấy được là nếu Ether được sử dụng nhiều Thì lại bị đốt đi Cho nên có thể là không những không làm phát mà còn giảm phát nữa Và là một sự kiện lịch sử cho Crypto điều mà nhiều khi đó chúng ta thấy hàng ngày đó các bạn không để ý nhưng mà nhiều khi còn nghĩ lại đó wow các bạn thấy được là hồi xưa đó lâu lâu chúng ta mới nghe đài truyền hình nói về crypto và phần lớn đó thì rất là tiêu cực bây giờ thì nghe hàng ngày và phần lớn là rất là tích cực các bạn đã nhớ là hồi xưa đó chỉ cần là có một phần nhỏ dài phút thôi trên đài CBC nói về crypto đó thì người ta chia sẻ khắp nơi ở trên những mạng xã hội bây giờ hầu như là cũng ít ai theo dõi tại vì chúng ta đã nghe hàng ngày luôn nhưng mà nghĩ trở lại đó các bạn thấy được là chúng ta thực sự đã đi một con đường rất dài rồi cái sự chấp nhận crypto uh, có thể là các bạn chỉ có thể mơ tới nếu như mà thương hỏi các bạn cách đây ba bốn năm bây giờ đó, các bạn thấy là những người mà nổi tiếng trong thị trường tài chính nói về crypto cũng nghe thường xuyên như chúng ta nói là Kevin Larry hay là chúng ta uh, nói tới Mark Cuban hay là thậm chí là Elon Musk nhưng mà các bạn có biết là cách đây chỉ vài năm thôi cách đây khoảng chừng là thường nhớ là 3 năm trước đây À, trong một cái uh, cuộc uh, phát biểu đó thì uh, sau khi mà Elon Musk phát biểu đó thì uh, có một người đã cầm cái uh, quyển sách Bitcoin, uh, tôi nhớ là quyển, quyển sách của uh, Andrea Antonopoulos về uh, Bitcoin rồi chạy thẳng lên trên cái mục mà chỗ mà Elon Musk đứng đó để mà phát biểu. Uh, lấy quyển sách đó nhét vô trong tay của Elon Musk rồi chạy đi chỗ khác rồi người ta lại chụp hình rồi hình đó được đăng lên trên mạng Nói là Elon Musk trong tay cầm cuốn sách về Bitcoin uh, các bạn hiểu bây giờ Elon Musk nói với Bitcoin cũng là một điều bình thường còn về Ethereum đó thì Thuận uh, cũng hỏi cộng đồng Thuận Capital là các bạn có cái cảm nghĩ gì các bạn thích uh, Ethereum chuyển qua Proof Stake hơn hay là các bạn vẫn thích Ether ở cái uh, hiện tại đó chính là hệ thống đào hay là các bạn thích là chuyển qua Stake nhưng mà lại có thêm một cái hạ phối uh, là hệ thống đào thì uh, chúng ta đã thấy được là hầu như ở trên uh, Telegram hay là ở trên Twitter hay là trên uh, YouTube đó cái phân bổ uh, phần trăm hầu như là giống nhau chúng ta thấy được là phần lớn các bạn đều ủng hộ là Ether chuyển qua hệ thống Stake, hệ thống cổ phần và đương nhiên bản thân thường cũng ủng hộ Stake Tại vì nếu như mà Ether nó muốn cạnh tranh, Ethereum nó là một nền tảng hợp đồng thông minh không phải giống như là Bitcoin có thể là một tài sản lưu trữ giá trị hay là một tài sản mà người ta lưu trữ dài hạn, Ether cần được sử dụng và chỉ có thể là tiêu nhầm nhanh hơn và phí rẻ hơn thì mới có thể là được chấp nhận rộng rãi hơn và cạnh tranh với những cái nền tảng khác. Cho nên chuyển qua Proof of Stake vẫn là lựa chọn của bản đơn thuần đương nhiên phần lớn các bạn cũng nghĩ như vậy và đương nhiên một số bạn thì hy vọng là chúng ta có một cái half phút có một cái đồng uh, pre work đó là lựa chọn thứ nhì của nhiều bạn nhưng mà đối với thuận đó, thì cũng không có hẳn là tốt tôm đầu tại vì chúng ta thật sự là muốn cộng đồng của Ethereum sau khiền từ năm mới thì vẫn là một cộng đồng tiếp tục ủng hộ hệ thống và hệ sinh thái hiện tại và Thuần cũng nhìn vào tài liệu liên quan đến số lượng ethereum ở trên những sàn giao dịch đó thì lý do thường nhìn vào tài liệu này là tại vì thường muốn xem coi là có nhiều người gửi ethereum lên trước khi mà chúng ta thấy được là những sàn như là binance không cho gửi nữa tại vì họ sẽ ngưng nạp rút để mà chuẩn bị cho hiện tượng nợ mơ tại vì gửi lên sàn thì sẽ là cách đơn giản nhất các bạn sẽ được hỗ trợ bởi sàn khi mà có hiện tượng nợ mơ xảy ra lỡ như mà có half fork và chúng ta nhìn thấy được là hiện tượng nó thực sự là không có các bạn nhìn đi Từ ngày 3 tháng 9 á, cho đến hôm nay Thì phần lớn là các bạn nhìn thấy là màu đỏ xuất hiện Có nghĩa là không những là có nhiều Ether nạp lên sàn Ngược lại chúng ta đã thấy là nhiều Ethereum rời khỏi sàn Và chúng ta có thể nhìn thấy Số lượng Ether trên sàn đó thì xu hướng vẫn là mất đi Thậm chí gần đây cũng tương tự như vậy Có nghĩa là gì? Có nghĩa đối với thường đó thì không có nhiều người À, có cái kỳ vọng cao là sẽ có một cái half phối tại vì nếu các bạn tự lưu trữ đó thì các bạn phải à, chờ cái ví các bạn hỗ trợ để các bạn tách ra lỡ nhưng mà có half phối gỡ lên sàn thì sẽ đơn giản hơn nhưng mà hầu như nhiều người đó thì à, không có ý định đó có nghĩa là họ nghĩ là khả năng có half phối à, một đồng mới đó thì à, rất là thấp hiện tại bản thân thuần cũng nghĩ như vậy cho nên vẫn tiếp tục lưu trữ ethereum trong bí cá nhân của mình mà không có gỡ lên sàn bây giờ thì tôi nghĩ là nhiều sàn cũng đã ngưng không cho nạp rút rồi thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là thông tin chung à, đến từ IMF về à, thị trường crypto này thì IMF đó, đây cũng là một lời kêu gọi mà thôi chứ không phải là một lực nào hết à, IMF kêu gọi là những quốc gia đó, hãy đồng lòng để mà đưa một cái lực chung cho crypto điều mà thú vị ở đây đó thì chúng ta cũng đã từng nghe nói tới là nhiều quốc gia giống như là Hoa Kỳ thì cũng à, có ý định tương tự cho nên Hoa Kỳ cũng đã ra cái quyết định đó, là những cái bộ quản lý tài chính của Hoa Kỳ đó cùng nhau đưa ra một luật chung cho crypto Thì bây giờ IMF cũng kêu gọi tương tự nhưng mà kêu gọi những cái quốc gia cùng nhau làm điều tương tự Nhưng mà điều mà thường muốn chia sẻ ở đây đó là lý do tại sao mà họ muốn những cái quốc gia cùng nhau đồng lòng đưa ra một luật chung cho crypto đó là không phải để đồng lòng cấm crypto mà điều thú vị ở đây đó là các bạn nhìn họ đưa ra ba lý do thì cái um, lý do mà thường cảm thấy là thú vị nhất đó chính là tại vì crypto đó là xuyên quốc gia và họ muốn đó là những quốc gia cạnh tranh công bằng với nhau điều này là điều thú vị tại vì họ không có nói đến cấm mà họ nói tới cạnh tranh công bằng nghĩa là ngay cả imf cũng đã biết thị trường này đã xuất hiện và sẽ ở lại thị trường ngày càng lớn mạnh hơn và cái mà họ muốn nói đây đó là nhiều quốc gia thì có lực thoáng hơn cho crypto thì những quốc gia đó sẽ thu hút nhiều công ty crypto đến để mà đào để mà cung cái dịch vụ và những quốc gia đó sẽ có được cái lợi nhuận tốt so với những quốc gia mà không muốn ủng hộ crypto giống như là Trung Quốc đó thì ngành crypto sẽ không phát triển mạnh thì sẽ bị mất đi một cái phần lợi nhuận đó cho nên họ muốn là mọi người đồng lòng để cho cạnh tranh công bằng hơn bạn thấy được là họ không muốn cấm mà không muốn mọi người cạnh tranh cung cấp dịch vụ cho thị trường crypto đó là cách nhìn của Thuần liên quan đến cái tài liệu này và nói tới đây đó thì Thuận hôm nay cũng dành một ít thời gian để mà xem coi là internet trước đây đó thì tốn bao nhiêu thời gian để mà có một cái lực internet chung À, thì thường tìm thấy rất nhiều thông tin giống như là internet đó, bắt đầu từ những năm 1960 đó thì cái công nghệ internet đã được sử dụng bởi quân đội của Hoa Kỳ nhưng mà thời điểm đó thì cũng không có tính đâu các bạn tại vì người dân bình thường đâu có sử dụng internet thời điểm đó đâu mãi đến năm 1983 đó thì chúng ta mới thật sự là có internet được sử dụng bởi người bình thường và nhiều người cho ngày 1 tháng 1 năm 1983 đó là cái ngày sinh nhật của internet ra đời À, nhưng mà thật ra 1983 đó thì cũng không có mấy người sử dụng internet đâu các bạn Giống như là chúng ta nói tới là năm 2010 hay là chính thì lúc đó đâu có mấy người sử dụng Bitcoin đâu Đó là những ngày rất là mới à, Thì internet cũng tương tự như vậy Mãi cho đến là năm 1996 chúng ta mới có một cái luật của Hoa Kỳ à, Để mà quản lý internet Đó chính là cái luật được ký bởi Tổng thống Bill Clinton của thời điểm đó Thì các bạn thấy được là 13 năm sau Internet bắt đầu được sử dụng năm 1983 bởi người bình thường Rồi từ từ đó càng ngày càng nhiều người sử dụng hơn Những năm 90 thì càng ngày càng nhiều người dân sử dụng hơn Tại vì họ sở hữu những cái máy vi tính ở Hoa Kỳ Nhưng mà từ 83 đến năm 96 là 13 năm sau thì mới thực sự có lực Thì giống như là chúng ta được là BTC đó Từ lúc ra đời, đời tới bây giờ thì cũng khoảng đó 13 năm Nhưng mà bây giờ uh, Bitcoin vẫn chưa thực sự có một cái lực chính thức uh, chúng ta cũng có những cái đề xuất giống như đề xuất của Cindy Lumas À, để mà quản lý thị trường này đó vẫn chưa thực sự được thông qua thì uh, internet cũng cỡ đó 13 năm thì mới thực sự là có một cái luật và tại vì sao mà lâu như vậy mới có một cái luật thứ nhất là những năm đầu tiên thì cũng không có mấy người sử dụng internet đâu khi nào mà có nhiều người sử dụng đó, chính phủ thực sự là có cái sự quan tâm thì họ mới ra luật bitcoin cũng như vậy mới đầu ít ai sử dụng thì những năm như là 2000 12, 13, 14 thì lúc đó chúng ta đâu có nghe nói tới quốc gia nào muốn ra luật để mà quản lý Bitcoin đâu mãi tới bây giờ mới nghe nhiều thông tin liên quan tới luật và thứ nhì nữa đó là quản lý một cái ngành mới thực sự rất là khó giống như chúng ta nhắc tới Internet đi thì Internet tới các bạn có thể gửi email thì có phải là những cái luật liên quan đến bưu điện áp dụng với Internet hay là không hay là Internet các bạn có thể dùng để mà gọi người ta Thì những cái uh, luật liên quan đến quản lý điện thoại Sẽ áp dụng Internet hay là không Hay là chúng ta thấy được Internet cũng có thể dùng để mà xem Phim hay là xem video Thì những cái luật như là quản lý truyền thông Có áp dụng Internet hay là không Đó là những câu hỏi mà không có ai có câu trả lời hết Cho nên cần phải tốn nhiều thời gian Và đương nhiên chúng ta thấy được là những quốc gia như là Hoa Kỳ Rồi đến Pháp và đến Singapore Thì lần lượt ra luật ở những cái thời điểm khác nhau Nhưng bây giờ thì nói chung thì luật cũng có nhiều ca tương đồng trên thế giới rồi internet cũng đã được quản lý tùy theo dùng hiện tại và các bạn đã thấy được là internet có lực năm 1996 ở Hoa Kỳ thì chúng ta đã biết là bắt đầu từ năm 1995 đó, chúng ta đã bắt đầu là có bong bóng com hình thành và vỡ năm 2000 thì sau khi có lực rồi đó thì internet phát triển rất mạnh ở Hoa Kỳ đó là lý do tại sao mà à, thường nghĩ là khi chúng ta có một lực rõ ràng liên quan đến crypto đó thì sẽ thu hút rất nhiều những công ty đến thị trường này có thể là họ đang chờ đợi để có lực rõ ràng rồi họ mới tham gia thì giống như internet đó, sẽ có một cái đợt tăng trưởng rất là mạnh khi chúng ta có lực rõ ràng như là trước đây đó các bạn thấy được là cái ngành mà bán xe ô tô đó thì trước đây khi mà không có lực lệ giao thông tại vì người ta sử dụng ngựa trước đó mà hay là châu bò mà thôi chứ đâu có xe để mà chạy thì khi mà có lượng giao thông đó thì ngành xe ô tô phát triển rất mạnh internet cũng như vậy và thông tin crypto bitcoin cũng như vậy mà thôi bây giờ thì crypto đó rất là khó để mà quản lý cũng giống như, như internet trước đây tại vì có những câu hỏi chưa có câu trả lời nếu các bạn hỏi crypto là gì thì tùy theo các bạn hỏi ai nếu các bạn hỏi cục thuế ở hoa kỳ đó họ nói là crypto là tài sản cho nên uh, sẽ đánh thuế như là tài sản giống như vàng hay là như bất động sản khi mà các bạn uh, hỏi uh, bộ chứng khoán hoa kỳ đó sec thì họ nói là crypto là chứng khoán cho nên cần phải được bảo vệ và tuân thủ theo luật chứng khoán đăng ký với họ đàng hoàng khi mà các bạn uh, hỏi cftc đó ban quản lý hợp đồng tương lai họ sẽ nói là crypto là hàng hóa, cho nên các bạn muốn có hợp đồng tương lai thì phải được duyệt bởi CFTC. Nếu các bạn hỏi bộ tài chính crypto là gì, họ nói crypto là tiền tệ, cho nên các bạn cần phải uh, KYC, cần phải xác minh thân phận, chống đưa tiền, vân vân. Cho nên tùy theo các bạn hỏi ai. Bây giờ đó thì uh, không có một cái định nghĩa nào rõ ràng cho crypto Hoa Kỳ. Hy vọng chúng ta sẽ có luật sớm để thị trường này có thể phát triển mạnh hơn. Đó là cái lòng tin của thuận và một số những thông tin nhỏ khác trước khi chúng ta kết thúc video ngày hôm nay. À, những người nào mà quan tâm đến Voyager thì uh, Voyager uh, đã ra quyết định là họ sẽ có một cái đợt bán đấu giá tài sản uh, và đã được uh, thông qua bởi tòa án, tại vì họ đang khai bao về phá sản mà. Và cái ngày mà bán đấu giá này ngày nào? Dựa theo tài liệu đó, thì họ sẽ bán đấu giá tài sản của họ ngày 29 tháng 9. Thì nghĩa là gì? thì có nghĩa là chúng ta có phải là sắp có nhà chính thức họ trả tiền cho những nạn nhân hay là không thì thuận cũng không rành nữa thật ra tài liệu cũng không có nhiều thuận chỉ biết là cuối tháng này đó họ sẽ bán đấu giá một số tài sản nhưng mà bán đấu giá ở đâu và ai được tham gia thì thuận nghĩ là không phải là thuận hay là các bạn thể tham gia được đâu tôi nghĩ là chỉ những công ty như là thuận nghĩ là những sàn binance, ftx vân vân hay thậm chí thuận cũng nghe nói phong phanh là công ty ripple cũng muốn thu mua uh, tài sản của voyagers thì chúng ta sẽ biết thêm chi tiết khi mà thằng nghĩ là cái cuộc đấu giá diễn ra nhưng mà cho tới bây giờ đó thì họ cũng đã trả lại một số tiền dựa theo tài liệu họ đã trả 270 triệu cho những cái nạn nhân mà gửi tiền mặt cho họ tại vì tiền mặt đó là được lưu trữ bởi ngân hàng hoa của họ cho nên cái số đó không bị ảnh hưởng họ đã trả lại và khoảng chừng một tỷ đó còn lại sẽ trả cho những nạn nhân Đó là thông tin mới nhất liên quan đến Voyager mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Chúng ta chỉ có thể chờ đợi thêm tin tức mà thôi Và thông tin cuối cùng là thông tin đến từ sàn FTX và công ty GameStop thì đây là một cái thông báo rất là ngắn thông báo này là thật ra chỉ bên trên này mà thôi cái phần này trong phần dưới này đó là không phải là cái thông báo đó thì cái thông báo này cũng rất là ngắn chỉ nói đơn giản là sàn FTX sẽ hợp tác với GameStop và hợp tác làm gì thì sàn FTX nói là những cái khách hàng của GameStop có thể sử dụng dịch vụ của FTX để mà mua bán crypto và thêm vào đó đó thì FTX sẽ có những cái dịch vụ thương mại và cái thẻ gift card, cái thẻ mà các bạn tặng tiền đó sẽ có trong một số những cái nơi mà bán hàng hóa cho GameStop. Họ chỉ nói như đó mà thôi thằng cũng chưa rõ là họ sẽ bán cái gì và FTX tại sao cần phải có gift card. Thằng cũng chưa hiểu hiện tại. Nhưng mà đây là thông tin mới nhất mà thằng mang đến cho các bạn. Và hôm nay thông tin cũng khá là dày đặc à, Thường muốn nhanh chóng mang lên cho các bạn để các bạn có được một cái nhìn tổng quát về thị trường hiện tại Và thường hy vọng là các bạn nhận được à, nhiều giá trị trong video ngày hôm nay Và nếu bên nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital Thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này Để tìm hiểu những cái ưu đãi như là các bạn có thể à, nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 20% Khi mà tham gia vào những sàn như là sàn Binance, Bitcoin bài vân vân và những dịch vụ khác như là các bạn nhìn thấy trên màn hình và một lần nữa Thuận cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a